Hello chị hai. Hello. What's up? Happy New Year. This one second. Pause. Hello everyone. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Today mình sẽ giới thiệu với các bạn một những sản phẩm mới cho nghệ thuật trang điểm. Trước hết là phấn CoverGirl hiệu Professional 105. And then there's the Default Volume Eyelashes. This one. Rồi con em phải đứng chụp nữa cho quay nữa chứ. Chúc cái máy đứng ra rồi đứng cho quay. Default Eyelashes Volume. And also give this one. CoverGirl Enhancer or something like that. And look what I got. This is a nice new makeup bag called Jabu. This thing. And it can contain a lot of stuff right here. This one. Yeah. See, it's very convenient. Các bạn có thể đem theo để mà travel hoặc là để nhà. Nói chung là nó rất là gọn. Check out this one. This is new gig. Hope someone is coming. Someone is behind you.